Phật A Di Đà vô lượng thọ vô lượng quang như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thành và cõi nước cực lạc thanh tịnh tra nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ Tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thăng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho hết thị chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng Chống thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ nguyên thanh biên tập bình minh giảng ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn mười một Địa điểm Tịnh Tông Học Viện Úc Châu Tập 336 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin mời ngồi xuống Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 391 hàng thứ nhất Thập thừa chi lý Quảng Năng pháp cửu cảnh chi ma sự Dĩ ngũ uẩn Sanh tử mê ám chi pháp di cảnh Cô chúng ta đem thập thừa quảng pháp của tông thiên thầy giới thiệu sơ lược cho các bạn đồng học hiểu được nguyên tắc nguyên lý tu hành không cùng tông phái không cùng pháp môn nhưng nguyên lý nguyên tắc hoàn toàn giống nhau phương pháp không giống nhau sau khi học xong chúng ta đem so sánh với phương pháp tịnh độ tâm quý vị mới biết được sự thù thắng thật sự Thập thừa lý quán Chúng ta đã học điều thứ nhất Quán bất tư nghi cảnh Thật sự mà nói Trong cảnh giới bất tư nghi Là nói về thật tướng của các Pháp Vũ trụ dạng Pháp Chân tướng con người Nếu như ở trong pháp quán này Được phá vỡ Thật sự hiểu rõ Giác ngộ Thì vấn đề của quý vị sẽ được giải quyết Không những vượt qua lục đạo mà còn vượt qua mười pháp giới Quyết định giảng sanh về cõi thật bảo trang nghiêm của chư Phật Như Lai Thật sự đã thành Phật không phải giả Tôn Thiên Thai gọi là phần chứng tức Phật Không phải là hàng thượng thượng căn Tuy chúng ta đã học rồi hiểu được ý nghĩa rồi Nhưng không chuyển được cảnh giới Không chuyển được cảnh giới Thì chúng ta vẫn là phàm phu Do đó Phải dùng những phương pháp sau đây Đây là chính phương pháp Chính phương pháp này học rồi Mà không thành tựu Thì chúng ta phải chân thành niệm Phật Cầu sanh tiệm đồ Thế mới biết Tu hành Phật Pháp thật là khó Khó ở chỗ không dễ buông bỏ Thứ hai Pháp chân chánh bồ đề tâm câu nói này rất hay vì sao vậy bởi thông thường ngày nào chúng ta cũng nói phát tâm bồ đề không phải thật sự nếu là thật sự thì sẽ khởi tác dụng vì không phải thực tâm bồ đề nên không chuyển được cảnh giới Khởi tâm đồng niệm Lời nói hành động Như trong kinh địa tạng nói Không gì chẳng phải tội Không gì chẳng phải nghiệp Vẫn là mỗi ngày Tiếp tục tạo nghiệp Có thể giảng sanh được không? Không thể được Giáng sanh cần phải thật sự phát tâm Bồ Điện Quý vị xem Kinh Vô Lượng Thọ Phẩm 24 Bây giờ chúng ta chưa học điện Tam bối giảng sanh Giảng sanh chánh nhân Đều nói đến phát tâm Bồ Đề Một hướng chuyên niệm Nhiều vị đồng học Một hướng niệm Phật có một chút xíu như vậy không phát bồ đề tâm tâm không chuyển được như tôi thường dạy cho mọi người hãy để phật a di đà ở trong tâm đổi lại đem những thứ linh tinh trong tâm ra ngoài chỉ đem phật a di đà vào trong thưa quý vị đây là tâm bồ đề chân chắn quý vị niệm phật không có người nào không được giảng sanh bây giờ trong tâm chúng ta có phật a di đà không không có sao biết được vì từ chỗ khởi tâm động niệm của quý vị quý vị mở miệng nói là biết trong tâm của quý vị trong tâm quý vị không có phật a di đà các thứ lên tim quá nhiều Niệm Phật như vậy Công phu đến bao giờ mới có hiệu quả Khó lắm Bây giờ trên thế giới rất nhiều thiên tai Xã hội lại rối loạn Quý vị không phát tâm Niệm Phật cầu sanh tiền đồ thì quý vị sẽ đi về đâu phải nói thật với quý vị ngày nay chúng ta chỉ có hai con đường một con đường là thị giới cực lạc một con đường là địa ngục a tỳ tôi không tạo tội nghiệp làm sao tôi đọa địa ngục a tỳ được không Quý vị không biết Người xuất gia Mà không làm sự nghiệp xuất gia Sự nghiệp xuất gia là gì? Là hoàng pháp lợi sanh Không phải thành tâm thành ý hoàng pháp Cũng phải thành tâm thành ý hộ pháp cả hai đều không làm được hoàng pháp và hộ pháp đều không làm được đây là tạo nghiệp địa ngục vì sao vậy vì khiến cho mọi người trong xã hội hủy báng phật pháp xem thường phật pháp không tôn trọng phật pháp là do chúng ta làm nên chúng ta làm không tốt quý vị nghĩ xem đây có phải là nghiệp không nếu như đệ tử của phật đều giống thái độ tâm lý của người xưa đều có thể giữ giới tu đình đều có thể làm tấm gương tốt nhất cho mọi người trong xã hội hiện mọi người trong xã hội đối với Phật Pháp Cung kính tán thang Xã hội yên ổn Thế giới hòa bình Phật Pháp hưng thịnh đây mới không có lỗi với đức phật người tại gia học phật không có ba cội rễ căn bản tôi không nói ba điều căn bản người tại gia học phật không làm được mười điều thiện mười điều thiện ba quy y và năm giới không làm được là giả không phải thật Xuất gia học Phật Còn phải thêm một điều Đây là ít nhất Còn phải thêm luật nghi của Sa Di Thành bốn điều căn bản Sau đó thâm nhập một môn Tu tập suốt đời Thông thường nói 10 năm thì quý vị có khả năng Hoàng Pháp, Hộ Pháp, Quý vị đối với chánh pháp của Như Lai, tiếp nối huệ mạng của Phật, hoằng pháp lợi sanh, làm được sự cống hiến chân thật. Người tại gia học Phật, mười điều thiện tam quy y Ngụ giới không làm được là giả không phải thật. Mười nghiệp thiện vì sao không làm được Vì mười nghiệp thiện là xây dựng Trên nền tảng của nho giáo và đạo giáo Nho giáo là đệ tử quy Đạo giáo là thái thượng cảm ứng thiên Hai nền tảng này không làm được Cho nên mười nghiệp thiện không làm được Giống như xây nhà lầu Đệ tử quy là tầng thứ nhất Cảm ứng thiên là tầng thứ hai Thập thiện nghiệp là tầng thứ ba Sa di luật nghi là tầng thứ tư Quý vị không làm nền móng ở dưới Làm sao quý vị xây ở trên được Khi Đức Thế Tôn còn tài thế Suốt đời làm gương pháp cho chúng ta Khi chưa xuất gia Thông minh hiếu học Biểu lộ lòng từ bi Khi làm thái tử Ra ngoài dạo chơi Nhìn thấy cảnh Sanh già bền chết Lòng từ bi phát khởi Làm sao có thể cứu giúp chúng sanh khổ nạn Tránh khỏi cái khổ của sanh già bệnh chết Ngài nảy sinh ý định tu đạo Năm 19 tuổi đi tham học Trải qua cuộc sống khổ hạnh Tìm thầy học đạo Tất cả các tôn giáo học phái của Ấn Độ Đều tham học Nghi ngờ không thể giải quyết ấn độ xưa là đất nước tôn giáo đất nước triết học triết học ấn độ là cái mũ của toàn thế giới tôn giáo và triết học của họ hiện rõ trí huệ từ đâu mà có là từ thiền định mà có Tứ thiền bát định Là phương pháp tu hành ngày xưa Của bà La Môn Giáo Bà La Môn Giáo Ra đời sớm hơn Phật Thích Ca Khoảng một ngàn năm Nói cách khác lịch sử bà La Môn Giáo Đến nay vượt quá mười ba ngàn năm đây là tôn giáo lâu đời nhất trên thế giới Tứ thiền bát định Có thể phá bỏ không gian duy thứ Nói cách khác tôi được định này rồi Quý vị hoàn toàn thấy được tình hình trong lục đạo Quý vị tận mắt thấy được Tận tai nghe được Không phải suy đoán Không phải suy nghĩ không phải tưởng tượng trong nhà phật gọi là cảnh giới hiện lượng phía trên có thể nhìn thấy hai mươi tám tầng trời không những chỉ nhìn thấy quý vị có thể đạt được quý vị có thể đến viếng thăm hai mươi tám tầng trời phía dưới có thể đến địa ngục a tị Ngã quỷ súc sanh A tu la và la sa Chỗ nào cũng rõ ràng Cũng minh bạch Điều này các nhà khoa học ngày nay Không làm được Lục đạo từ đâu mà có Vì sao có lục đạo Ngoài lục đạo ra còn có thế giới không Những vấn đề như vậy Lúc bây giờ không có người nào có thể trả lời được Cho nên Phật Thích Ca Mâu Ni tham học 12 năm Từ năm 19 tuổi đến 30 tuổi 12 năm Ngài buông bỏ sự tham học Nhập định Ở dưới cây tất bát là Nhập sâu vào thiền định Dựa qua xứ thiền bát định rất nhiều Đây gọi là đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Trong tôn giáo Ấn Độ nói Đại bác Niết Bàn Phật Thích Ca Mâu Ni đã chứng được Nhưng bản thân Ấn Độ giáo Họ đem tứ thiền định Và tứ không định Lâm tưởng là cảnh giới Đại bác Niết Bàn Sau khi khai ngộ Đức Phật bắt đầu dạy học 30 tuổi Ngài bắt đầu dạy học 79 tuổi Ngài nhập Niết Bàn Cho nên trong kinh điển ghi lại rằng Đức Phật suốt đời giảng kinh hơn 300 hội Thuyết Pháp 49 năm Một đời dạy học Chúng ta xem từ chỗ ghi chép này Phật Thích Ca Mâu Ni là người như thế nào? Ngài không phải là thần Ngài cũng không phải là tiên Ngài là con người Người Ấn Độ gọi là Phật Đà Chúng ta gọi là Thánh Nhân Cho nên Phật Bồ Tát A La Hán đều không phải là thần, cũng không phải là tiên, mà là con người. Điều này phải hiểu rõ ràng, phải minh bạch. Quý vị coi ngài là thần, quý vị đã làm oan cho ngài rồi. Ngài không tạo nghiệp, nhưng quý vị tạo nghiệp. Sao có thể tùy tiện đem cái mũ mê tính chụp lên đầu người ta được? Ngài là Bậc Đại Thánh Đại Hiền Phật Đà là tiếng Phạn Dịch thành chữ Hán là giác giả Tức là người giác ngộ Bồ Tát cũng là người giác ngộ nhưng chưa viên mãn Đức Phật là người đã giác ngộ viên mãn Tức là Ngài đã đạt định sự giác ngộ viên mạng Trí huệ viên mạng Bồ Tát có trí huệ Có giác ngộ Nhưng chưa được viên mạng Đây có ý nghĩa gì? Quan sát từ việc làm suốt đời của Phật Thích Ca Mâu Ni Dùng lời ngày nay mà nói Ngài là một nhà giáo dục xã hội Nói dung dạy học bao gồm tất cả Giống như người bây giờ nói Ngài là một nhà giáo dục xã hội nhiều thành phần. Bởi vì ngài không phân biệt quốc tịch. Không phân biệt dòng họ, không phân biệt tôn giáo. Chỉ cần quý vị học theo ngài, ngài đều hết lòng dạy quý vị. Ngài không nhận học phí. Cho nên Ngài là con người Phải nên nói rằng Ngài là một người Nhận nhiệm vụ công tác giáo dục xã hội nhiều thành phần Không nhận học phí Giảng kinh hơn 300 hội Hội ở đây như ngày nay chúng ta nói là mở lớp Mở sinh hoạt Sinh hoạt đề một lớn Cần mở rất nhiều năm Lớp nhỏ tạm thời số người không nhiều Hai ngày, ba ngày Một tuần lễ lớp như vậy ngài cũng thường mở điều này chúng ta thấy được trong kinh điển suốt cuộc đời làm công tác giáo dục không liên quan đến tôn giáo người ta bây giờ đưa nó vào trong tôn giáo rồi chứ bản thân nó không phải đức thế tôn tôn trọng tôn giáo ngài không xem thường thật như trong lễ nghĩa xưa nói cung kính tất cả xử sự đối nhân sự thế đều cùng kinh. ở trước chúng ta học đoạn thứ nhất. quán bất tư nghi cảnh cảnh giới này là cảnh giới Phật thích Ca Mâu Ni lúc bấy giờ chứng được ở dưới cây bồ đề. Cây tức bắc là sau này gọi là cây bồ đề Trong khi thiền định thấy được Thấy được nguồn gốc của vũ trụ Nguồn gốc của dạng Pháp Và nguồn gốc của chính mình Chúng ta là từ đầu điện Gọi là y bảo chánh bảo Vấn đề này Trước học xưa nay trong ngoài Khoa học đều nghiên cứu thảo luận Mãi đến hôm nay vẫn chưa có kết luận Trong kinh điển Đại Thừa đã có kết luận Nguồn gốc này Ngài đã thật sự thấy được Ngài nói cho chúng ta biết Giảng Pháp đều không Giảng Pháp đều là giả Các nhà khoa học hiện nay đã phát hiện Kiến giải của họ Giống như Kinh Phật nói các nhà khoa học cho rằng trong vũ trụ này chỉ có ba thứ là thật Ngoài ra toàn là giả dạ. Tất cả đều là do ba thứ này biến hiện ra Đó là năng lượng, tinh tức và vật chất Những năng lượng, tinh tức và vật chất từ đâu mà có Hiện tượng vật chất từ đâu mà có Biết được rồi Là từ ý niệm sanh ra Giới khoa học lượng tự nói Là từ tư tưởng sanh ra Không có ý niệm Thì không có vật chất Vật chất là từ tác dụng Của ý niệm biến hiện ra Vậy ý niệm từ đâu mà có năng lượng từ đâu mà có khiến giải của các nhà khoa học bây giờ là từ không sanh ra có không làm sao sanh ra có được vấn đề này vẫn chưa thể giải quyết phật pháp nói rất rõ ràng minh bạch Vì Đức Phật ở trong thiền định đã thấy tánh Các nhà khoa học chưa thấy tánh Các nhà khoa học sử dụng thực tư sáu Tư duy tưởng tượng Suy lý và phản đoán Dùng phương pháp này Thực thứ sáu Thực thứ sáu là vọng tâm không phải chân tâm, cho nên trong kinh Phật nói dùng tâm này người thế gian dùng tâm này, tâm này có công năng rất lớn. Đối ngoại có thể duyên đến hư không phạt giới. Ngày nay gọi là vũ trụ vĩ mô, thấy không vật lý. Đối nội có thể duyên đến a lại gia. Trong kinh nói rất rõ ràng, a lại gia tức là ba tướng nhỏ năng lượng tin tức và vật chất quý vị có thể duyên đến đây nhưng chưa thể thấy tánh vì sao không thể thấy tánh vì thấy tánh phải dùng chân tâm giọng tâm không thấy được tánh vọng tâm chỉ có thể thấy được cảnh giới hư vọng phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng quý vị có thể thấy rất rõ ràng rất minh bạch vọng từ đâu mà có thì quý vị không biết được rồi Nhất định phải buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Quý vị sẽ thấy được. Cho nên các nhà khoa học dụng sai công phu này. Nếu như một ngày nào đó, họ giác ngộ, cùng một lúc buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, họ có thể lập tức thành Phật. Trí huệ viên mạng. khoa học đặc biệt là khoa học thời cận đại đối với sự nhận biết đại thừa của chúng ta có sự giúp đỡ rất lớn chúng ta phải cảm ơn các nhà khoa học này ngày nay triết học và khoa học có một số vấn đề không giải quyết được Hoàn toàn nằm trong Phật Pháp Đại Thừa căn tánh lanh lợi bậc thượng thượng căn như ngài huệ năng chỉ cần quán cảnh giới bất tư nghị tức là thật tướng của các pháp Thì họ có thể giác ngộ thông suốt Họ có thể minh tâm kiên thành. Cho nên chính loại ở sau đều không cần thiết Chúng ta học trước đoạn gian này Nhưng không nhập được cảnh giới Nên mới cần chính loại sau đây để trợ giúp thứ nhất là phát tâm bồ đề có thể thấy tầm quan trọng của phát bồ đề tâm bồ đề phản ngữ phản ngữ bồ đề hoa ngôn đạo đạo là gì là con đường thành phật có lẽ nói như vậy mọi người mới hiểu được là con đường thành phật thông thường chúng ta thấy ở nhiều nơi bồ đề dịch là giác con đường giác ngộ Bồ đề ý nghĩa thật sự của nó là giác ngộ Trái với giác ngộ là mê Phá mê khai ngộ là bồ đề Mê nghĩa là đối với chân tướng của tất cả các Pháp Hoàn toàn không biết sau khi ngộ hiểu được tất cả chân tướng sự tướng này từ đâu mà có tất cả hiện tượng vật chất toàn là ý niệm biến hiện ra ai biết được điều này ý niệm của chúng ta thiện thì tất cả hiện tượng vật chất thiện ý niệm bất thiện thì hiện tượng vật chất cũng biến thành xấu đi hiện tượng vật chất gần gũi chúng ta nhất là thân thể Ý niệm thiện Thì thân tâm của quý vị khỏe mạnh Quý vị không có bệnh Nếu những ý niệm bất thiện Trong bộ phận tế bào này Nó sẽ dần dần biến chất Sẽ biến hoại ngày nay chúng ta nói là họ bị bệnh bệnh lý xuất hiện nguyên nhân của bệnh lý là gì là tham sân si mạng nghi trong phật pháp gọi là ngủ độc loại tâm như vậy loại ý niệm như vậy khiến cho thân thể dụng rất khỏe mạnh của quý vị cha mẹ sanh ra rất khỏe mạnh không chút bệnh tật lúc còn nhỏ ít tham sân si mạng nghi thân tâm khỏe mạnh khi lớn lên ba mươi bốn mươi năm mươi tuổi ý niệm này càng ngày càng nghiêm trọng cho nên bộ phận tế bào trong thân thể của quý vị cũng dần dần bị ảnh hưởng biến thành cái gì biến thành chất độc đây là gì đây là gốc của bệnh nguồn gốc của tất cả tật bệnh phật gọi tham sân si là tam độc Nếu như xem nhẹ Thất tình ngủ dục Thì bệnh độc này đối với quý vị tổn hại không lớn Vẫn có nhưng không nhiều Nếu như coi trọng Thất tình ngủ dục Nghĩa là Nhiều tâm tham Nhiều tâm sân giận Thì phiền phức lớn rồi ngạo mạn đố kỵ đều là nguyên nhân nguyên tố gây nên bệnh ung thư phật a di đà chúng ta ở trong bộ kinh này đã học hơn 600 tiếng đồng hồ chúng ta dần dần hiểu được giác ngộ được trong vũ trụ vị thiện thứ nhất là Phật A Di Đà. Quý vị đem Phật A Di Đà đặt ở trong tâm thì thân tâm của quý vị bệnh gì cũng không có. Không cần điều trị. Không cần tập bộ, không cần thiết. Thân tâm tự nhiên khỏe mạnh Vì sao vậy? Vì quý vị vốn là khỏe mạnh Những thứ phiền não tâm độc này vốn dĩ không có Không phải quý vị sanh ra đã mang theo Không phải Vốn dĩ không có Mà do lớn lên bị hoàn cảnh Bị tập tục nhiễm ô biến thành cho nên giáo dục ngày xưa chú trọng luân lý đạo đức đối với những mầm độc này mầm độc tham sân si mạng nghi nảy sinh chậm hơn cách giáo dục trước đây bây giờ bỏ đi rồi giáo dục bây giờ học theo tây phương người tây phương nổi tiếng cạnh tranh nguồn gốc của cạnh tranh là gì chẳng phải là tham sân si đó sao Người không có tham sân si thì không cạnh tranh với người khác Mọi người đều tham sân si Thì mọi người đều là đối thủ của nhau rồi Có người bây giờ rất đáng thương Vợ chồng đối nghiệp Cha con đối nghiệp Không có cái gì không đối nghiệp Ý niệm thứ nhất khởi lên là lợi bắt buộc phải tranh lợi, tranh danh đoạt lợi, họ làm điều này không biết rằng cuộc đời danh lợi của quý vị là do vận mệnh của quý vị đã định trước. Trong vận mệnh của quý vị không có. Thì có tranh cũng không hơn được. Tranh được rồi không phải bị bệnh thì cũng thiên tai. Vì sao vậy? Vì trong vận mệnh của quý vị không có có tranh được quý vị cũng không thể hưởng thụ. Quý vị chỉ có bệnh nặng khiến cho số tiền đoạt được chi tiêu vào khoản thuốc men. Quý vị không thể hưởng thụ bình thường, mà không thì tự nhiên cũng gặp phải tai họa. Có thể vận mệnh cũng mất đi. bậc thánh hiền xưa dạy con người nhường nhịn danh lợi nhường cho người khác bản thân không cần mọi người đều khiêm nhường xã hội này hài hòa biết mấy giữa con người với con người mới sanh ra thân ái và chân thành cho nên hiểu rõ chân tướng sự thật rồi tư tưởng của chúng ta đúng đắn lời nói việc làm của chúng ta đúng với chân lý đúng với chánh pháp Khởi tâm động niệm Nói năng hành động Thuần tình thuần thiện Lợi ích cho xã hội Lợi ích cho quốc gia Lợi ích cho mọi người Quý vị nghĩ xem Không có phần tự lợi sao Đây là tự lợi chân chánh Lợi người Nghĩa là thật sự lợi ích chính mình Tổn hại người khác là thật sự tổn hại chính mình Bậc Thánh Hiền Xưa truyền cho chúng ta chân lý Hại người là hại mình Gọi là giết người phải đền mạng Nhân quả không tha cho quý vị Mắc nợ phải trả tiền nhân quả thông ba đời phải hiểu thật rõ phải hiểu minh bạch bản thân chịu khổ nạn như thế nào chịu oan uổng như thế nào cũng vẫn vui vẻ vì sao vậy vì ta biết nguyên nhân Biết nhân duyên quả báo Đáp trả nhau bằng lý luận và sự thật Ta tiếp nhận rồi Thiệt thòi ta chịu Khổ ta mang Không oán trời trách người Tiêu trừ nghiệp chướng của mình Tăng trưởng phước huệ của chính mình Kiếp sau phước đó rất lớn Ngày nay đâu đâu cũng muốn lợi dụng người khác Đâu đâu cũng muốn làm hại người khác Trước mắt mình như được hưởng thụ một chút trên danh lợi Kiếp sau sẽ bị sanh vào ba đường ác Ba đường ác là nơi tiêu trừ nghiệp chướng của quý vị Tiêu trừ hết nghiệp chướng Sau khi quý vị ra khỏi ba đường ác Phải trả nợ Nợ mạng sống thì phải trả mạng sống Nợ tiền thì phải trả tiền Thế mới biết Một chút của người khác cũng không lợi dụng được đây gọi là gì là ngu si người thật có trí huệ thông minh làm sao họ làm những việc dại dột này đây gọi là ngu si là hồ đồ người mắt sáng đứng bên cạnh thấy rất rõ ràng Nhưng thấy lợi quên nghiện Họ nhìn không thấy Lời dạy trong sách Thánh Hiền Họ đọc rồi Danh cao lợi lớn ở trước mắt Họ không nhìn được Cho nên nhất thời hồ đồ làm sai Khi đã sai hối hận thì cũng muộn rồi nhất là ở trong xã hội hiện nay xã hội hiện nay không báo thù quý vị nhưng nhân quả báo thù nhưng quý vị không thoát khỏi báo thù của nhân quả Phải cần ra khỏi ba cõi sáu đường Đây là biển khổ Quá khổ rồi Chỉ có Phật Đạo Mới có thể giúp quý vị Học Phật điều thứ nhất là phát tâm Phát tâm Bồ Đề ta phải một lòng muốn giác ngộ tam quy y là phát tâm bồ đề quy y phật phật nghĩa là giác ngộ tức là quy y giác giác mà không mê đó là tâm bồ đề Quy y pháp, pháp là chánh, biết chân chánh, thấy chân chánh. Lời nói chân chánh, việc làm chân chánh, chánh mà không tà. Quy y tăng, tăng là thanh tịnh, sáu căn thanh tịnh không nhuốm bụi trần. Bất luận người tại gia hay xuất gia học Phật, bước vào cửa Phật điều đầu tiên là phải thọ tam quy y. Tam quy y là quý vị gần vào cửa Phật, trước hết đem nguyên tắc chỉ đạo tu hành tối cao truyền trao cho quý vị, đây gọi là tam quy y. Các vị đồng học của chúng ta trong này rất nhiều người đã thọ nhận tam quy y. Ý nghĩa tam quy y hiểu hay không? Không hiểu. Chỉ biết rằng tôi đã quy y Tam Bảo, tôi là đệ tử của Tam Bảo. Tam bảo không chấp nhận quý vị Nhận được phái quy y cũng không được chấp nhận Quý vị thật sự làm được Không có phái quy y Tam bảo cũng chấp nhận quý vị Quý vị thật sự quy y rồi Sau khi thọ tam quy y Bất luận lúc nào ở đâu Đều giác mà không mê Chánh mà không tà Tịnh mà không nhiễm Quý vị mới là đệ tử của Tam Bảo Nếu như quý vị là mê mà không giác Tà mà không chánh Nhiễm mà không tịnh Thì chẳng phải là giả sao Đó không phải là thật Không phải thật Thì chúng ta đội lốt đệ tử Phật Phật là Bậc Thánh Hiền lớn Đội lốt đệ tử Phật Quý vị nghĩ xem có tội không? Là giả không phải thật Cho nên ở đây nói Phát Bồ Đề Tâm chân chẳng Câu này vô cùng quan trọng Chúng ta xem giải thích ở dưới Sư khởi đại chỉ Người đời gọi là lập chí Bắt đầu lập chí lớn Thật là chí lớn vì sao vậy? Vì phát tâm Bồ Đề muốn học Phật Muốn làm Phật Hy vọng trong đời này của tôi có thể thành Phật Giống Phật Thích Ca Mâu Ni Giống Phật A Di Đà Đây là chỉ lớn Không giả chút nào Tạo thú sở kỳ Tâm phát rồi thì ta phải thật sự làm sở kỳ là điều mà ta hy vọng ta nương theo con đường này đi hy vọng có ngày ta có thể đến được đây gọi là phát thông thường nói là phát tâm bất y thiên quyền chi giáo nhi y viên thật trung đạo diệu cảnh đây gọi là chân chánh, chân chánh này là có chuẩn mực. quý vị nương nơi tâm gì để phát? Thiên là tiểu thừa, thanh văn duyên giác là thiên, quyền là quyền giáo đại thừa. Thiên quyền ở đâu? Thiên quyền ở đạo trời Quái trời và cõi người trong lục đạo Pháp giới tử thánh Thanh văn, duyên giá, Bồ Tát và Phật Đó là quyền Không phải là thật cho nên sanh về thế giới cực là gọi là cõi phương tiện hữu dư chứ không phải cõi thật báo trang nghiêm nhi y viên thật trung đạo đây tức là cõi thật báo là chánh viên là tròn đầy thật là chân thật cái này không phải giả Trung đạo Không phải nói không nói có Nói không nói có đều là hai bên Nói trung đạo là diệu cảnh Duyên thật trung đạo Đây một bộ kinh điển Kinh Đại Thừa Nổi tiếng trong Đại Thừa Kinh Hoa Nghiêm Kinh Pháp Hoa Kinh Lăng Nghiêm Đây là một bộ kinh luận lớn Luận lớn vô già sư địa luận Đại trí độ luận Ở Trung Quốc Thời đại tùy đường Chứ vị tổ sư của các tông phái Công nhận tịnh độ giáo Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa Chỗ về cuối cùng là trở về Kinh Vô Lượng Thọ Cho nên Kinh Vô Lượng Thọ biến thành nhất thừa của nhất thừa kinh thứ nhất duyên thật trung đạo hoàn toàn xứng đáng chúng ta xem trong kinh giới thiệu cho chúng ta y chẳng trang nghiêm Thật sự là diệu cảnh Trong kinh giáo dạy chúng ta Diệu cảnh Là thân Pháp tánh, Quốc độ Pháp tánh, Chỉ có tâm hiện Không có thực biến Tức là Trong cảnh giới đó mãi mãi không thay đổi đây là diệu cảnh bây giờ chúng ta từ kinh hoa nghiêm từ kinh vô lượng thọ học tập trước sau đã mười mấy năm rồi tuy rằng chúng ta là hàng hạ căn nhưng mấy mươi năm không rời bổn kim ngày ngày học tập tu tập suốt đời việc này đã rõ ràng lý và sự đều minh bạch trong Phật pháp gọi là giải ngộ tính giải chúng ta có rồi chúng ta tin tưởng không nghi ngờ hành chứng thì chúng ta còn kém một đoạn sức mạnh của hành chứng không đủ hành quan trọng nhất là buông bỏ buông bỏ tất cả chướng ngại. Chướng ngại đầu tiên là thân. Tự tư tự lợi là chướng ngại. Danh văn lợi dưỡng là chướng ngại. Ngũ dục lục trần là chướng ngại. Tham sân si mạng là chướng ngại. Tôi nói 16 chữ này ít nhất là 30 năm rồi. Các thứ này không buông bỏ được. Quý vị ở trong Phật Pháp Bước nhỏ khó đi Các thứ này đều buông bỏ hết rồi Thì sao Tôi nói rất chân thật Không nói lao Tôi đã dẫn quý vị đến cửa Chưa đi vào Vì sao vậy Vì 16 chữ này là tôi nói tiêu chuẩn tôi có thể dẫn quý vị đến cửa vào trong thì sao vào trong thì phải dùng tiêu chuẩn của phật tiêu chuẩn của ta không được tiêu chuẩn của phật là gì buông bỏ tám mươi tám phẩm kiến hoạt trong ba cõi đó là chuyện của quý vị phải dứt trừ phiền não kiến hoạt và tư hoặc trước dứt trừ kiến hoặc sau đó dứt trừ ba cõi chín địa tám phẩm tư hoặc kiến hoặc và tư hoặc đã dứt trừ được rồi quý vị chứng quả a la hán siêu thoát lục đạo đức phật mở lớp tiểu học quý vị vào được tiểu học rồi Quả tu đà hoàng là tiểu học lớp 1 Thanh văn tiểu thừa có tứ quả và tứ hướng Trong đại thừa Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng Thập tính là tiểu học Thập trụ là cấp 2 Thập hạnh là cấp 3 Đến thập hồi hướng mới là đại học Hợp địa dĩ như là lớp thạc sĩ, nghiên cứu sở, đẳng giác là lớp tiến sĩ. Tiểu học lớp 1, tức là Bồ Tát Sư Tín Dị. Bồ Tát Sơ Tín Dị Dứt trừ phiền não giống như Tu Đào Hoàng của Tiểu Thượng Cũng có nghĩa Họ đã dứt trừ 88 phẩm kiếm hoạt Chính thức lên lớp 1 Tiểu Học Tôi nói 16 chữ Buông bỏ tự tư tự, tự lợi Danh dự lợi dưỡng Ngũ dục lục trần Tham sân si mạng chỉ là dẫn đến cửa lớp 1 tiểu học Chưa vào trong Quý vị đứng ngoài cửa dự thi Thật sự dứt trừ 88 phẩm kiến hoạt Thì chúc mừng quý vị Quý vị đã lên lớp 1 rồi Tuy là lớp 1 tiểu học nhưng quý vị cũng là thánh nhân Chứ không phải phàm phu nữa Vì sao vậy? Vì trong ba loại bất thoái chuyển Quý vị đã đạt được loại thứ nhất Vì bất thoái Quý vị mãi mãi không thoái chuyển Trở lại làm phàm phu Tuy chưa ra khỏi lục đạo luân hồi Nhưng quý vị mãi mãi không rơi vào ba đường ác à, Quý vị bảy lần trở lại nhân gian Trên trời khẳng định chứng a à la hạn thì vừa khỏi rồi cũng có nghĩa là quý vị ở trong lục đạo là có kỳ hạn qua lại bảy lần trong cõi trời cõi người thì ra khỏi trở lại lục đạo với địa vị là bồ tát trở lại quý vị định để quá độ chúng sanh bởi vì quý vị không tạo nghiệp trong lục đạo nữa tâm lục đạo luân hồi đại dứt quý vị là tâm bồ đề cho nên những điều này chúng ta không hiểu cho rõ ràng thì không được không hiểu cho rõ ràng còn cho rằng mình rất giỏi tôi tu hành không tệ tương lai của tôi có quả báo như thế nào không phải giống như quý vị tưởng tượng phải làm cho rõ ràng làm cho minh bạch cho nên Khi tôi mới học Phật Năm 26 tuổi Lần đầu tiên tiếp chuyện với người xuất gia Chưa bao giờ qua lại với người xuất gia Bạn bè giới thiệu Đi gặp Đại sư Trương Gia Ngày đầu tiên gặp Ngài Tôi xin hỏi Ngài một vấn đề tôi nói con học triết học với thầy phương đông mỹ thầy phương giới thiệu triết học kinh phật cho con con mới biết phật pháp là tri thực lớn là trí huệ lớn con cũng vô cùng ngưỡng mộ Xin hỏi Đại sư Có phương pháp nào Thật đơn giản Thật ngắn gọn Để con có thể nhanh chóng khế nhập Chúng tôi hy vọng có thể giao được cảnh giới đại thừa Tôi nêu ra vấn đề này Đại sư chương gia nhìn tôi tôi cũng nhìn đại sư đợi ngài trả lời không ngờ hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua toàn thân tâm của tôi đều lắng xuống ở trong hoàn cảnh tĩnh lặng tạp niệm buông bỏ Ngài mới nói một chữ Nói có Chữ có này Tôi vừa nghe có Lập tức tinh thần phận chân Chú tâm lắng nghe Đây là gì? Là chúng ta không ổn định Ngài không nói nữa Tôi lại đợi Đợi lần thứ hai Thời gian ngắn hơn một tí Khoảng 5 phút sau phút Bảo tôi phải nhìn thấu buông bỏ Ngài nói sáu chữ Nhìn được thấu buông bỏ được Thì anh có thể khế nhập Nhìn thấu ở đây là quán Buông bỏ chỗ này nói là Chỉ Tức là chỉ quán Nếu như Ngài dùng danh từ Phật học chỉ quán nói với tôi thì tôi không hiểu được tôi không hiểu cái gì gọi là chỉ cái gì gọi là quán quý vị xem đại sư khéo dùng phương tiện thiện xảo dùng danh từ nhìn được thấu buông bỏ được tôi nghe dường như hiểu là dường như không hiểu khi tôi ra về đại sư chương gia tiễn tôi đến cửa dỗ vai tôi bảo tôi rằng hôm nay tôi dạy anh sáu chữ anh phải cố gắng thực hành trong sáu năm câu nói này ấn tượng và sâu sắc tôi thật sự làm theo trước đây chấp trước tất cả pháp may mà tôi không chấp trước cái khác tôi rất chấp trước vào sách vở này bởi vì rất ít gặp được ngoài sinh hoạt hàng ngày cần phải dùng Đúng là tiết kiệm đến chỗ tự nhiên Giữ lại một ít tiền mua sách Đối với sách vở tôi rất quý trọng Rất trân quý Sách của tôi chưa bao giờ cho người khác mượn đọc Vì sao vậy? Bởi khi người khác đọc làm dơ sách của tôi Chấp trước như vậy đó Thầy dạy tôi buông bỏ, nhìn thấu, buông bỏ. Trước mở quyển này, nếu có người thích đọc, tôi có thể cho họ mượn đọc, từ từ học. Tôi theo Đại sư Chương Gia ba năm. Phật học cơ bản đều là Ngài dạy tôi. Ngài nói với tôi, Chủ nhật mỗi tuần Định thăm Ngài Bảo tôi đọc những kinh luận đó Nếu có vấn đề Thì đến đó hỏi Ngài Ngài sẽ giải thích cho tôi Ba năm sau Thì Ngài viên tịch Ngày diễn tịch vào ngày mùng 4 tháng 3 Sau này cư sĩ hàng hộ trì Không có cư sĩ hàng hộ trì Thì cũng không có thành tựu của chúng tôi hôm nay Đó là đến chỗ vô cùng gian khổ Trong chùa không đoán chào Pháp Sư Giảng Kinh học giáng kinh chùa không tiếp đón chỉ tiếp đón những người tụng kinh bái sáng tôi không muốn đi theo con đường đó tôi xuất gia thầy dạy tôi về phật thích ca Mâu ni đại sư chương gia dạy tôi cho nên công việc tụng kinh bái sáng làm công việc này không phải là nguyện vọng của tôi Lúc đó có hai con đường Một là đáp ứng điều kiện của chùa Bỏ giảng kinh dạy học Hay là hoàng tục Tôi đi trên con đường này hết sức gian khổ Cư sĩ hàng là tính chúng của tôi Cụ ý rất thông cảm với cảnh ngộ của tôi cô nói với tôi nhà cô là một căn nhà nhỏ hai lầu lầu trên có hai phòng một phòng dùng làm thờ phật phòng còn lại làm phòng ngủ cô hỏi tôi có thể ở nhà cô được không cô ấy giúp tôi đi tìm giảng đường thuê nhà của người ta Mượn phòng làm việc công ty của người ta Bán bè học Phật Cô ấy quen biết rất nhiều Mọi người chúng tôi cùng nhau học tập kinh giáo Không gián đoạn Hỏi tôi có tốt không? Tôi cũng biết việc này không phải dễ. Tôi dẫn cô ấy đến Đài Trung gặp thầy Lý Thầy Lý đồng ý cách làm này Cho nên tôi ở nhà cô ấy 17 năm Không phải là thời gian ngắn. À? Mỗi ngày tôi giảng kinh Đều do cô ấy sắp xếp cho tôi Giảng kinh dạy học không gián đoạn 17 năm sau chúng tôi có đạo tràng thư viện Hoa Tạng. Chúng tôi không dùng chùa chiền, am đường. Chúng tôi dùng thư viện. Cô ấy lo cho tôi trước sau 30 năm. Mới thành lập cơ sở. Duyên này rất khó, rất khó. Chùa chiền họ có suy nghĩ như thế nào Tụng kinh bái sám có thể kiếm tiền Giảng kinh là sự buôn bán lộ dụng Không có người cúng dường Mỗi buổi tối giảng kinh hai tiếng đồng hồ Còn phải chi phí điện nữa Không nhận học phí cho nên một số đạo tràng không cần vậy thì không còn cách nào rồi cho nên tôi ở đài loan nhiều năm như vậy tôi tự xưng là giáo ngoại biệt truyền giáo này là hội phật giáo hội phật giáo không hộ trị người cư sĩ đắc lực này cư sĩ hộ trì không về Giảng kinh không hay Thầy Lý nói mọi người cười tôi Việc đó không sao Thật sự giảng hay thì mọi người sẽ đố kỵ tôi Đầu đầu cũng nghĩ cách làm chướng ngại tôi Đúng thật tất cả tôi đều đã gặp phải Cũng may là nhờ Phật Bồ Tát bảo hộ Các cửa ải khó khăn này đều qua Giảng kinh dạy học đến năm nay là năm mươi ba năm không nghỉ ngơi chỉ có khi đi du lịch có gián đoạn mấy hôm không đi du lịch thông thường tôi không nghỉ cơ duyên có được không dễ dàng tâm luôn luôn muốn báo ân báo ơn phật báo ơn cha mẹ báo ơn thầy báo ơn người hộ pháp à đại thừa càng học càng thích cho nên kinh giáo Người xưa nói tu tập suốt đời là rất có lý Một bộ kinh học một lần học không được Dù ít Đó không phải là quý vị Hoàn toàn không liên quan với quý vị Học mỗi bộ kinh Bộ kinh này ít nhất học 10 lần Như thế nào gọi là học 10 lần Là giảng 10 lần Quý vị mới thật sự có chút tâm đặc Quý vị mới có thể thật sự sửa đổi những tập khí của mình Thời đại này của chúng ta Người hoàng pháp ít rồi Nhân duyên là gì? Bởi không chuyên cần học kinh giáo nhiều vị pháp sư trẻ học kinh qua một lần nhắc đến đầu cùng nói tôi học qua rồi dù ít người xưa học một bộ kinh ít nhất cũng là 5 năm năm, mười năm họ có thể đạt được tam muội họ có thể khai ngộ học một lần hai lần ba lần vô ích nhất là xã hội hiện nay xã hội hiện nay làm cho con người hiện đại trở nên nóng nảy nóng nảy là chướng ngại lớn nhất trong việc học phật pháp phật bồ tát đến dạy quý vị quý vị không thể tiếp nhận Như ở đây nói Quý vị không thể khí nhập à, Cách học này Người xưa có câu Trong ai lại già Trong hạt giống Phật Pháp Đời này không khởi tác dụng à, Đại thừa Kinh Hoa Nghiêm nghe một lần Kinh Vô Lượng Thọ nghe một lần Rất tốt Trong thức A Lại Gia có hạt giống của Kinh Đời sau gặp được duyên này Tiếp tục học nữa Muốn thành tựu Muốn thành tựu thì phải thật sự buông bỏ Thật sự buông bỏ được Mới có thể thành tựu Không biết đời nào Kiếp nào Rất khó Nhưng có người Tôi thấy được một người nghe nói còn có hai người nữa nhưng chưa gặp mặt một bộ kinh một câu danh hiệu phật mười mấy năm rồi khẳng định có thành tựu nếu quý vị gặp được người này chắc chắn họ đạt được niệm phật ta mùi biết đâu họ đã khai ngộ Pháp lớn thế gian và xuất thế gian Người xưa có câu thành ngữ nói rất hay Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền Thật sự có tâm muốn học Thâm nhập một môn Miệt mài kiên nhẫn Dùng thời gian 10 năm Chẳng có chuyện không thành tựu Người Hạ Hạ Căng cũng trở thành người Thượng Thượng Căng Thời gian mười năm không gọi là dài Cư sĩ Lưu Tố Dân là Tấm Gương Tố Năm mươi lăm tuổi bắt đầu nghe đến Phật Pháp Sáu mươi lăm tuổi đã thành tựu rồi sự thành tựu của cô ấy suốt đời này tôi chưa thấy người thứ hai đạt niệm phật ta muội tức là sống chết tự tại muốn lúc nào chết thì lúc đó có thể chết muốn sống thêm vài năm có thể sống thêm vài năm Sống chết tự tại Sống chế tự tại Đối với bà mà nói không có thiên tai Thế gian này trong ý nghĩa của cô Là thanh tịnh trang nghiêm Thật là mọi người là người tôi Mọi việc là việc lành Đạo lý trong này quá sâu sắc Chúng ta xem dưới đây Bồ đề tức sở kỳ chi quả Diệu cảnh tức sở hành chi lộ Tâm tức năng hành năng thú chi tâm giả ở đây nói tâm bồ đề bồ đề là trí huệ chân thật chúng ta dùng ba loại chân thật trong kinh vô lượng thọ để nói thì mọi người sẽ dễ hiểu chúng ta cầu điều gì cầu trí huệ chân thật Diệu cảnh Là con đường chúng ta đi Thông suốt con đường Bồ Đề Diệu cảnh ở đâu? Diệu cảnh ở ngay trước mặt Cảnh là cảnh giới Quý vị phải đem cảnh giới nhìn thấu tam sở hữu tướng Giai thị hư vọng Nhất thiết hữu di pháp Như mộng huyễn bào ảnh Từ tướng nhìn thấy tăng Quán không Từ trên tánh nhìn thấy tướng Tướng là tự tánh biến hiện ra Quán giả Đại sư Huệ Năng nói Đâu ngờ tự tánh năng sanh vàng pháp Giảng Pháp là quán giả Không dương hai bên chân và giả Hai bên đều rõ ràng Không phân biệt, không chập trước Không khởi tâm, không đồng niệm Quán trung Toàn là năng hành năng thủ chi tâm Tâm này là gì? Là tâm bồ đề Giác mà không mê Con đường này đã đi thật Cái do trung căng chi nhân Quán thường Tức là ở trước điều tự nhất nói Diệu cảnh bất ngộ Họ không khai ngộ Tu tại gia phát tâm Nghĩa là phát tâm bồ đề thêm nữa Ư tịnh tâm trung tư duy phá ngã Người tu hành Hai chữ tịnh tâm này là đầu mối then chốt để tu tâm phải thanh tịnh nếu như quý vị không buông bỏ được tâm của quý vị làm sao thanh tịnh sau đó thì quý vị biết rồi người chân chánh niệm phật dùng tâm thanh tịnh niệm phật trong tâm chỉ có Phật A-di-đà Ngoài Phật A-di-đà ra không có ý niệm khác Đây gọi là niệm Phật Tam muội Tức là nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật Niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật Tương ứng với tâm Bồ Đề Tương ứng với thật tượng các Pháp Tương ứng với kinh vô lượng thọ Ba loại chân thật Phạm vi chân thật Trí huệ chân thật Lợi ích chân thật Mọi người đều có thể thành tựu Vì sao không làm? tức là không buông bỏ được à, quan hèn chốt là ở chỗ này à, đúng là không buông bỏ đúng được đúng. lưu tố dân là tấm gương tôi ta không chịu học theo cô ấy cô ấy thật sự đã buông bỏ rồi đem bệnh lao da ban đỏ của mình buông bỏ hết bệnh rồi chỉ có phật a di đà thân tâm không có bệnh tật chữa lành bệnh dễ như trở bàn tay bệnh này trung y tây y đều đành bỏ tay phật a di đà chữa lành được quý vị nên biết không phải phật a di đà đến chữa bệnh cho cô ấy mà trong tâm cô ấy chỉ có phật a di đà tất cả tế bào virus trong thân thể của cô ấy phục hồi trở lại bình thường thân tâm thanh tịnh thì bệnh rời khỏi thân Chúng ta phải hiểu đạo lý này Phải hiểu rõ chân tướng sự thật này Đức Phật một đời giảng kinh thuyết Pháp Cũng đã nói rất nhiều chuyện trong tài chữa bệnh vì sao vậy? Vì trong số học sinh bất luận Tại gia hay xuất gia căn tánh không giống nhau Có ba căn tánh Thượng Trung Hạ Người thượng thượng căn không có bệnh Vì sao vậy? Bởi họ đích thực là Giá không mê Chánh không tà Tịnh không nhiễm Người thượng thượng căn Có thể làm được như vậy Hàng trung căn hạ căn không làm được Làm không được họ sẽ bị bệnh Không rời khỏi y dựa Cho nên tịnh tâm vô cùng quan trọng Làm thế nào để cho tâm được thanh tịnh Sau khi tâm định tiến thêm bước nữa Làm thế nào làm cho nó định lại Tư duy bỉ ngã Bỉ thị biệt nhân Ngã thị tự kỷ Thống mẫn tự tha Vô lượng kiếp lai trầm luân sanh tử Quay đầu nhìn xem Tôi và quý vị quen biết những người này gia thân quyến thuộc thân thích bàn hưởng tất cả chúng sanh có duyên với chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay ở trong lục đạo luân hồi sanh tử nhìn xem chư phật bồ tát a la hán các ngài đều đã giác ngộ tu hành đã chứng quả Siêu thoát lục đạo là a la hán vượt qua mười pháp giới là bồ tát giáng sanh đến thế giới tây phương cực lạc đều là pháp thân đại sĩ là bồ tát a duy diệt trí tức là pháp thân đại sĩ còn chúng ta thì vẫn tiếp tục luân hồi trong lục đạo Túng phát tiểu chí Phát tiểu chí nghĩa là gì? Là gặp được tam bảo Cũng quy y rồi Cũng thọ năm giới rồi Thọ giới Bồ Tát rồi Cố gắng đến học Phật rồi Tiểu chí này là tâm Bồ Đề Mê Vì sao vậy? Vì vẫn là mê không giác Ngã kim tùy trì Hành do dị bị Bởi vì nghe kinh Nghe giáo dần dần từng bước hiểu rõ chân tướng sự thật hiểu rõ như thế nào không làm được đức phật dạy chúng ta cố y tiên diệu cảnh cho nên đoạn thứ nhất ở trước là nền tảng của chính đoạn sau Là chỗ dựa của chính đoạn sau Nhất định phải dựa vào diệu cảnh ở trước Hiểu rõ chân tưởng sự thật Phát tứ hoàng nguyện Tứ hoàng nguyện là tâm bồ đề Vì chúng sanh vô biên thị nguyện độ Phải phát tâm này Phát tâm này như thế nào? Là mỗi niệm phải nghĩ đến Giúp đỡ tất cả chúng sanh hết khổ được vui Luân hồi là khổ Mười pháp giới là khổ Bản thân tôi hôm nay cũng ở trong đó tôi muốn giúp đỡ họ muốn giúp đỡ họ nhất định trước phải thành tựu chính mình chính mình không thành tựu thì giúp người khác không được cho nên quan dương hỗ trì chánh pháp là việc làm của chúng ta Muốn Phật Pháp hưng thịnh Cần phải có người tu hành chân chánh Có người chân chánh giảng kinh dạy học Thì Phật Pháp sẽ hưng thịnh Chúng ta biết rằng Chúng ta phải tận tâm tận lực giúp đỡ Người thật sự phát tâm Tu hành hoàn pháp Chúng ta có khả năng làm hộ pháp Ở thời kỳ hiện tại thiên tai tới tấp. Những người học Phật nên biết. Một người chân chánh tu hành họ ở chỗ này. Thì chỗ này ít thiên tai Quý vị thị Ngay cả bố Lai Đăng nước Mỹ Cũng đã nói Chúng ta phải dùng tâm như thế nào Để đối phó Với năm 2012 Dự báo thiên tài của người Mã nhà Có thiên tài lượng Ông ấy dạy chúng ta Bỏ điều ác Phát huy điều thiện Cái tà quy chánh Tâm niệm ngay thẳng Thiên tai này có thể quá dài Hơn nữa các nhà khoa học khác Cũng làm cho chúng ta một số liệu Toàn thế giới chỉ có 8.000 người Thiên tai lớn này sẽ hóa thành thiên tai nhỏ Sáu mươi lăm ức người tạo nghiệp làm ác Tám ngàn người có thể cứu được Có tin được không? Người xưa dạy rằng ta không thẳng chẳng Nhiều người làm ác Họ là tà Họ không phải chẳng Tám ngàn người là chánh Tám ngàn người tập thể niệm thiện Năng lượng đó rất lớn Thì có thể đem thiên tai lớn Biến thành thiên tai nhỏ nếu như số người càng nhiều người trên địa cầu như người xưa của chúng ta nói trong một trăm người có một người thiện một phần trăm thì thiên hạ thái bình thiên tai gì cũng không có một chánh ngăn chặn trăm tà có thể ngăn chặn được trăm tà Những đạo lý này Từ ngày xưa truyền lại Lời nói của ngàn dạng năm trước Nói về chân lý, kinh nghiệm Chúng ta nên tin tưởng Ngày nay Hoàng Dương hỗ trì chánh Pháp Cứu người là khó Người xưa nói Vì khó trong thiên hạ có hai Lên trời là khó Cứu người là khó Phát tâm nên tự mình phát tâm Cứu chính mình Cứu chính mình thì không khó Tự mình thật sự phát tâm Thật sự làm Nên học hai câu nói của Phật Thích Ca Mâu Ni Phải thật sự thực hiện Chúng ta mới có thể làm tốt việc này Khi Phật nhập Niết Bàn Trước khi nhập Niết Bàn Ngài dạy chúng ta hai câu Lấy giới làm thầy Lấy khổ làm thầy Đây là lời dạy sau cùng Giảng do đệ tử đời sau Bất luận xuất gia hay tại gia Quý vị muốn đi con đường giác ngộ Quý vị muốn có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn Làm được hai điểm này thì quý vị mới có tư cách Thứ nhất là dự giới, giới cũng, Giữ quý vị cũ, dự pháp Thứ hai là chịu khổ Không được sợ khổ Có phước cho người khác hưởng đây là đúng, là chính xác Trong tương lai quý vị hạnh phúc vô cùng Kiếp sau sanh về thế giới cực lạc Đó là hưởng phước lớn rốt ráo tròn đầy Ngày nay Phật Pháp Thánh Giáo đều đã đến biên giới của sự mất còn hưng tàn nếu không cứu thì nguy rồi ngày nay còn có thể cứu được thì công đức đó của quý vị lớn biết bao nói không hết được Có người muốn cứu người Không phải không có Những học trò trẻ tuổi có chỉ Chúng ta làm hộ pháp Cho họ có một hoàn cảnh học tập ổn định Họ có được 10 năm Giống như nhập thức 10 năm không ra ngoài Sau khi ở một chỗ tu hành 10 năm Nếu họ xuất gia Thì hiện tướng Đại Pháp Sư Nếu như là tại gia Thì hiện tướng một học giả Một nhà hán học nổi tiếng văn hóa truyền thống của trung quốc có thể phục hưng cho nên những người trẻ tuổi này chúng ta phải chăm sóc tốt Phát hiện rồi Khuyến khích họ Cố gắng xuyên mang học Người thật sự có chí hướng này Đưa họ đến trường Mười năm Không có người nào không thành tựu ở trường học dù có thiên tai lớn đi nữa khẳng định họ không có vì sao vậy vì hết thảy mười phương chư phật bảo hộ hết thảy thiện thần ủng hộ làm sao họ gặp thiên tai được đây là thật không phải giả ở nơi nào có đạo ở nơi đó có đức thì nơi đó là đất phước khẳng định nơi đó có người phước người phước ở đất phước người có phước báo lớn ở nơi đó nơi đó sẽ không có thiên tai cho nên nhất định phải phát tâm Chúng ta đến thế gian này Nhiệm vụ Là hoàng hộ chánh pháp Hoàng dương chánh pháp Hộ trì chánh pháp Thích đạo nho đều là chánh pháp Trên thế giới Các tôn giáo khác trên toàn thế giới Đều là chánh pháp những năm gần đây tôi qua lại với họ Cảm động sâu sắc Bây giờ lớn tuổi rồi Hy vọng đời sau tiếp tục làm Hy vọng quý vị làm tốt hơn tôi Tôn giáo đoàn kế Học tập lẫn nhau Tạo ra xã hội hài hòa Thế gian hài hòa thứ hai phiền não vô số thị nguyện đoạn bình thường thông thường chúng ta đọc là phiền não vô tận nhất định phải đoạn trừ phiền não phiền não phải buông bỏ tự tư tự lợi là phiền não danh dự lợi dưỡng là phiền não tham sân suy mạng là phiền não ngũ dục lục trần là phiền não không thể không buông bỏ không buông bỏ tâm thanh tịnh làm sao có thể hiển tiền bắt buộc phải buông bỏ tâm thanh tịnh sanh trí huệ chúng ta bây giờ tôm nóng này tôm nóng nảy sanh tiền nào thử nhị thệ Hạ quá chúng sanh già đây đều là gì chúng sanh nhưng ngày nay chúng ta nói quan pháp và hộ pháp việc này không ai làm pháp rất dễ mất đi trong thời đại này mất đi ở thời đại này Chúng ta không hết trách nhiệm Hoàng Dương Hổ Trì Đây là tội địa ngục A Tỳ Pháp môn vô tận thệ nguyện tri Thông thường chúng ta đọc là Pháp môn vô lượng thị nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành Hai điều này là Thưởng cầu Phật đạo giả Thật sự có thể cầu được sao Thật sự có thể Pháp môn vô tận thể nguyện tri Quý vị làm thế nào mới có thể biết được Bờ cổ đức xưa dạy chúng ta Một bộ kinh quý vị thật sự hiểu rõ rồi Tất cả các kinh đều hiểu rõ Thiền tâm Lục tổ huệ năng triều đại nhà đường làm tấm gương cho chúng ta Ngài không đi học Không biết chữ Suốt đời không vào giảng đường nghe một bài kinh Một lần cũng không có Cũng không bước vào thiền đường ngồi một lúc Không có Tuy ở Hoàng Mai 8 tháng Ngài làm là công quả Làm công quả là tu phước Lão Hòa Thượng phân công Ngài xuống bếp giả gạo Giả gạo bữa củi Công việc này rất cực khổ Ngài làm ở đó 8 tháng Cuối cùng buổi tối ngày hôm đó Lão Hòa Thượng kêu Ngài đến gặp Lúc nửa đêm canh ba Giảng đại ý kinh kim cang cho Ngài Giảng đến cầu ưng vô sở trụ Như sanh kỳ tâm Cùng một lúc buông bỏ hết Buông bỏ hết Minh tâm kiện tánh Đã kiến tánh thành Phật Lão Hòa Thượng tiễn Ngài báo Ngài đi nhanh Lúc này Pháp môn vô tận Ngài đã biết hết Kiến tánh tức là biết Bất luận kinh giáo gì Quý vị đọc cho Ngài nghe Ngài giảng lại cho quý vị nghe Ngài có khả năng này Pháp thị xuất thế gian Hoàn toàn thông hiểu Cho nên người xưa dạy con người thật tâm Vậy quý vị thâm nhập một môn tu hành suốt đời Một bộ kinh quý vị cố gắng học 10 năm Ngày ngày quý vị đọc kinh này Phương pháp học của cư sĩ Lưu Tố Dân Một bộ đĩa kinh vô lượng thọ Một đĩa một tiếng đồng hồ Tôi nhớ lúc đó khoảng hơn 60 tiếng đồng hồ 60 đến 70 tiếng đồng hồ giảng xong Không phải giảng kỹ Một ngày nghe một đĩa Mỗi đĩa một tiếng đồng hồ Một tiếng đồng hồ này Một đĩa này nghe lại 10 lần Mỗi ngày nghe kim 10 tiếng đồng hồ Trên thực tế là một tiếng đồng hồ Không ngừng lặp lại Tu hành thời gian dài Nghe xong bộ này nghe lại từ đầu Mười năm không gián đoạn Đạt niệm Phật tam muội Khai ngộ rồi Thật sự khai ngộ Vì sao vậy? Vì cô ấy không học kinh Nhưng quý vị đem đến hỏi Cô ấy hiểu hết Giảng cho quý vị rõ ràng mạch lạc Ở đây chứng minh câu nói của người xưa Lào thông một bộ kinh Thì tất cả kinh khác đều thông hết Đây là con đường tắt Quý vị 10 năm không thể hiểu tam tạng 12 bộ kinh 10 năm dùng phương pháp này của cô ấy Thì tam tạng 12 bộ kinh đều hiểu hết Cho nên có câu không nghe lời người xưa thiệt thòi ngay trước mắt Phương pháp này là chư tổ truyền lại Không tin tưởng tổ tông học cái này học cái kia Học một đống mà một thứ cũng không hiểu Làm lãng phí sinh lực thời giờ của quý vị đây thì đáng thương ngô suy phát thử thề nguyện như lý tư duy hốt nhiên ngộ lý nhập phàm thánh dị thị di phát chân chắn bồ đề tâm giả dạ. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tình độ. Nam mô A Di Đà Phật.